đưa thằng này về như thế nào? Ta có thể tự điều trị nội khoa thì ta đang không qua được đâu, nhé, không qua được thôi, ok, điều trị nội khoa. Nhưng mà để thấy là hai năm mình nên cử một năm bao về tâm khoáng phá một lần, lần điều trị trong khoảng nửa tháng thôi. Và này chúng ta nên mổ cho mình nhận thấy làm gì? Ngày mai cho mình nên bỏ xong nó, đầu của ra là chín tình thôi. Cho nên từ ăn đôi bữa thì mà nhạt quá, nên là u này, u điểm này ta phải cắt được, cắt được. Và cái này cắt được trong cấp cứu gốc, đó sự chu kỳ nó ít ca một cái cắt. Mình đang bên ngoài, chưa đi ra, chưa em. Cái này chưa đi ra, đi ra được cái này thôi. Thấy chưa? Rồi thì đi riêng, cái này vô chúng ta đi tìm hiểu biết. Vì những cái u theo mới chúng ta cắt cái u đó, vì như vậy có hai cái chúng ta sẽ một đây để chúng ta cạch quá đó là sòng ruột hoa hoặc gì đó thì đó có khi chúng ta đã đi mổ đi để lâu rồi để lâu tăng lại tăng thì đó còn cái tăng lại chúng ta phải mổ đó nhé. Thế vậy tùy vào mỗi nguyên nhân chúng ta sẽ có điều trị cụ thể. Thống nhất bài đi chưa? Rồi ấy, nhớ quan trọng nhất bài tắc ruột. Đó là cái xoắn tắc ruột bên ngoài. Cái tắc ruột bên ngoài thôi, chúng ta phải để đó. Nguyên nhân nào là cái đợt tắc ruột. Không thể nói nguyên nhân thôi. Nè, gì đó? Tại động hơi được. Gì? Bạn thì mẹ thấy cái sắp sáng hơn. Một năm phấn